Xin chào anh em ơi. Anh mới về nè anh em. Xe gì vậy anh em? Máy đi nha anh em. Máy chạy là lên chèo lên chạy là hơi tê chiếc cúc rồi nè, máy quá đã. Xe này có bắn cặp lốc rồi nè. Gấp hộp sơn Vin. Đâm con màu nè. Thùng xăng đẹp ha. Biển số đẹp. 79. Đang quay phim ồn quá. Xe này lớp có bắn nè. Máy dữ lắm nè, máy ngon quá ngon. Kỳ của máy sườn đẹp quá nha mình, sườn đẹp vui à. Sườn quá đẹp. Quay hết trăm thái nha anh em. $22 anh em.
bằng chiếc Sirius. Giá em nói hiện tại là bằng chiếc Sirius gấp hãng. À đúng rồi. Anh em mua Sirius xài là mua xe này anh em. Nhưng phép là người tiêu dùng nha. Ý kiến cá nhân anh em đừng ném đá nha. Hôm nay chịu phép chọn này, phép mua này, phép xài chứ phải không không mua Sirius đâu. Máy dữ lắm. Đi nó đậm mà nó nhẹ. Cực kỳ cái máy. Bên 2 triệu. Ngã 38.000, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Máy nổ rồi, tắt anh em. Đang nổ. Xe này thì có bắn 20 lốc nha em, 20 lốc. Cái dòng quay ớt này á, có thấy bình thường sao hai bên lốc hai bị bong quá. Quay ớt nha của thằng Thái nè. Mà quay quay ớt lốc xám của Việt Nam mình ăn là cái nước sơn là hai ba lốc luôn, cực kỳ bền, cực kỳ chắc. Mà sao mà cái thằng Thái này nước sơn bạc này hay bị, hay mua mấy chiếc như nào không vậy, không bắn này nó cũng bong 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 bong. Máy quá chất anh em ơi. Mua xài đi anh em. Ngon lắm anh em ơi. À Sirius đổi phải không đổi đâu. Mua Sirius mới là đổi phải không đổi đâu. Không phải xe của mình bán là mình nói, nhưng mà thật sự là tại mình đam mê á nè. Anh em nào giống phép à, hiểu phép à. Chứ không phải mình nói ra để mình bán cái xe đâu. Cái thực ra cái Sirius mới giờ anh em mua anh em lại đổi phép không đổi đâu. Chứ quay này 22 triệu giờ anh em mua được chiếc Sirius cầm đĩa. Cầm đĩa giống gì đó. Mâm là tới 23 năm rồi. Mâm. Đẹp quá. Máy móc đầu nồi nghiêm chỉnh nha anh em. Nồi zin nó thường nó chả là chặt nha. Xe cái hàng không ta. Lên ga hạ xuống nó lọc cọc. Thấy không? Nghe không? Rồi ok anh em. Anh em nào đam mê thì liên hệ phép số điện thoại 0948669949. Phép rất cảm ơn anh em trong thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ, dù là xa xôi không biết mặt mày gì cũng chuyển tiền gọi là ủng hộ phép. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.